Hello, xin chào quý vị các bạn nha. Đã buổi tối như vậy mình sẽ quay với các bạn ở cá trê nè. Ủa, nước đóng lại rồi. Này mà xả xuống là y xì luôn các bạn. Mình đang rình ở đây đi. Coi cá nè. Cá thấy không? Đây bằng đêm các bạn ơi. Tối mới ảnh mắt mang cá trê nó sáng đi. Coi nào. Cây môn. Này là cá nè các bạn. Thấy không? Thấy không? Mình bò lên đây luôn nè. Có một cá trê vàng nè. Mình trình ở đây là mình coi thử cá mà nó đi đâu nè. Coi anh bò tối lên nè. Là anh bò anh đi ăn nè. Bạn đi mà các bạn. Khó lắm mà cảnh này lắm nè. Nước cạn hệt luôn á. Đây đây có anh cá trê vàng nè không. Ăn mồi to quá, bự luôn. Mấy anh cá này ảnh dạng ghê nha. Nuôi cỡ như vậy đó là mèo thôi chứ là ảnh phái lắm á. Cành lắm mới giữ được chứ không là mấy anh mèo là ảnh rất là thích mấy cái vụ này lắm. Lên cắn cái bụi môn mà muốn rụng mấy cái rễ luôn rồi nè. Giờ buổi tối cái mắt máy ảnh là sáng trưng luôn ha. Máy ảnh đỏ ha. Bây giờ các bạn có thấy ai nuôi cá kiểu gì không? Kiểu cá trê mà nuôi mà tên cạn nước càng hệt như vậy luôn nè. Có mấy anh bò lại đây luôn ha. Này nè các bạn. Giờ buổi tối mắt cảnh đỏ sáng ghê ha. Sáng như hai cục than thằng lửa rồi. Quậy ổn ổn nổi. Nghe không? Giờ bán thôi vậy. Các bạn giờ thấy cái nuôi cá kiểu như vậy chưa? Hy vọng mà các bạn đừng có nuôi kiểu gì nha. Nuôi cái gì là không tốt lắm. Mình có nhà mình nuôi mình thả rong vậy á. Hết hồn luôn. Nè mình tốn xuống hết rồi.
cảnh của ban đêm nè các bạn. Các bạn hồi giờ thấy mà cơn đêm mà cả lốc, các bạn thấy nó rất là đỏ không? Là cái gì y như cái sao á. Đố các bạn đó, đó là con cá gì nè? Nó xám không? Nó y như là những ngôi sao. Vậy sao không thấy được? Đây là cái các bạn đố các bạn đây là cái gì luôn á. Đây là cái lóc đó các bạn, cái lóc chứ không phải cái tre. Hồi nãy là cái tre đó, giờ thì cái hồ của bể cái xi măng, thấy lạ quá ha. Khi mình đưa xuống sát có lẽ là mình các bạn sẽ thấy hơn nè. Đừng làm cái ổn nha, nó quậy cái lời như ướt cái máy luôn đó các bạn. Bằng đêm không cá nó, hai con mắt nó sáng y như hai cái đèn pin đó các bạn, thấy không? Lần đây là lần đầu tiên mình thấy được cái cá lóc nuôi, ý là lần đầu tiên mà mình thấy ban đêm á mà nó có cái con mắt của con mấy con cá lóc này y như cái đèn pin, vẫn y như một cái ngôi sao á các bạn, cái ngôi sao trên bầu trời á. Vây sát gì các bạn thấy ha, thấy rõ mới rõ này đó, thấy chưa cá lóc này mà quay xa xa như gì không có không thấy rõ các bạn. Nó hàng mắt y như cái đèn pin này, y như là gọi là con đom đóm á. Lần đầu tiên mà mình quay ban đêm như thế này mà thấy được cái thế con cá lóc mà khi ánh sáng nó cái dọi vào thì tự nhiên nó y như cái ngôi sao ha. Quá tấu thui quá. Rồi mình đi cái hồ khác thử xem sao nha. Để thấy gì ta? Không thấy gì luôn á. Chụp đèn kia kêu mà sột sột luôn vậy. Qua hồ này chắc là thấy nè. Đây đây các bạn, thấy không? Hồ này thì cái nền nó trắng nè. Thì mình sẽ thấy hơn. Một em mà bị hồi sáng mình cũng quay nè, bị múc đuôi á, bây giờ là coi như là xong luôn. Mấy em này em cảm dữ quá mà. Bên này thấy ha, bên này cái nền sáng nó sẽ thấy hơn nè. Cảm giác lần đầu tiên mà mình đi vào ban đêm mà mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Hồ thì không thấy gì luôn kìa. Đó, thấy được mấy con mắt đốm 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 y như con tôm á. Thôi mình cũng quay như vậy thôi. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn trong những video lần sau nha.
và nó thứ hai hãy ủng hộ mình, nhấn nút like và chia sẻ, nhấn nút đăng ký bên dưới, nhấn nút bên dưới cho mình nha. À, con hồi nãy nó ngủ rồi các bạn, nó bơi tới kia luôn rồi kìa, không thấy nó. Ô đây 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 đây. lộn anh này là xong phim hả? Xong phim rồi, còn anh kia cũng bị nữa nè. Thôi tạm biệt các bạn, gặp lại các bạn lần sau nha.